Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận bị bắt. Ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Ngày 24 tháng 1, ông Quận bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Quận, 57 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, có nhiều năm công tác tại Lâm Đồng. Ông từng trải qua các vị trí như Bí thư huyện Đạ Hoai, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Từ 2020, ông giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Quận bị đánh giá đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường. Liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, trước ông Quận, C03 đã bắt ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng với cáo buộc nhận hối lộ. Bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ y, của Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra, khiếu nại về dự án, gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước. Giữa năm 2020 khi công bố kết quả thanh tra quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thanh tra Chính phủ từng kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của 3 dự án vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Trong đó có dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn, Đại Ninh. Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có quy mô hơn 3.595 hectare, trong đó diện tích thuê rừng 1.050 hectare với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 đến năm 2018. Đến nay dự án chỉ xây dựng được vài công trình tạm và để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm ha. Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án này cũng được nhắc đến. Năm 2020, Chủ tịch tập đoàn Capella Nguyễn Cao Trí bỏ ra 2.230 tỷ đồng để sở hữu 58% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tiếp đó, ông Trí thỏa thuận bán lại cho bà Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan sau đó 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Trí với tổng cộng 20 triệu đô la Mỹ, khoảng 460 tỷ đồng và 127 tỷ đồng. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí đã chiếm đoạt của bà Lan 40 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.000 tỷ đồng, bao gồm số tiền ở dự án này và hai dự án khác.